Quý khán giả đang tiếp tục với phần 2 của chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC với phần trình bày của sứ ngôn viên Trang Lương và Tuyết Nha. Thưa quý vị, chúng ta tới với tình hình tại thành phố Paris, nước Pháp. Lính cứu hỏa đã dập tắt nhiều đám cháy trên đường phố sau những cuộc biểu tình về cải cách lương hưu. Lực lượng khẩn cấp đã dập tắt những đám cháy trên các con đường phố Paris sau khi những người biểu tình đốt rác trong cuộc biểu tình phản đối kế hoạch tăng tuổi hưởng lương hưu của Tổng thống Emmanuel Macron vừa qua. Trong ngày thứ 9 liên tục của những cuộc biểu tình trên toàn quốc, việc đi lại bằng xe lửa và máy bay bị gián đoạn, trong khi giáo viên thì nghỉ việc vài ngày sau khi chính phủ thông qua luật tăng tuổi nghỉ hưu lên 64 thêm 2 năm. Những cuộc biểu tình ở trung tâm Paris nhìn chung diễn ra trong hòa bình, nhưng nhóm nhỏ hơn của những người theo chủ nghĩa vô chính phủ gọi là khối đen đã đập phá cửa sổ các cửa hàng, phá hủy đồ đạc trên đường phố, lục soát một số căn nhà, trong đó có nhà hàng McDonald's. Những cuộc đụng độ xảy ra sau khi cảnh sát chống bạo động tiến vào và đẩy lùi những kẻ vô chính phủ bằng hơi cay và lựu đạn gây choáng. Bộ trưởng Bộ Nội vụ là Gérard Darmanin đã nói 123 cảnh sát bị thương, 80 người bị bắt trên cả nước. Những liên đoàn lao động lo lắng những cuộc biểu tình có thể trở thành bạo lực nếu như chính phủ không chú ý tới sự tức giận ngày càng tăng của người dân đối với việc kiềm chế lương hưu. Công đoàn cũng kêu gọi hành động trong khu vực vào cuối tuần qua và những cuộc đình công lẫn biểu tình mới trên toàn quốc vào ngày 28 tháng 3, ngày mà vua Charles đệ tam của Anh dự trù sẽ từ Paris tới Bordeaux bằng tàu hỏa. Cư dân bỏ đi khi đám cháy lớn lan gần tới các ngôi làng ở Tây Ban Nha. Một số cư dân của các ngôi làng gần khu vực cháy rừng là Villa Nueva de Viver của Tây Ban Nha hôm thứ Năm, 23 tháng 3, đã quyết định rời đi trước khi nhận được lệnh chính thức vì họ lo lắng về việc di tản qua đêm trên những con đường hẹp của thung lũng. Những người khác buộc phải di tản khi ngọn lửa bùng phát dữ dội giữa khu vực Aragon và Valencia và tiến gần đến các ngôi nhà. Các dịch vụ khẩn cấp cho biết là họ đã thiết lập một cơ nơi cư trú ẩn cho 600 người và một bệnh viện dã chiến. Một số người dân địa phương đổ lỗi cho việc thiếu phòng ngừa là một trong những nguyên nhân gây ra thảm họa sinh thái. Đây là nguyên nhân khiến cho rừng bị bỏ hoang, thật đáng tiếc, một người dân địa phương nói trước khi rời ngôi làng ở vùng Aragon. Lính cứu hỏa đã được cảnh báo về ngọn lửa gần Villa Nueva de Viver ở khu vực Valencia ngay trước khi 1 giờ chiều giờ địa phương. Các dịch vụ khẩn cấp cho biết là ngọn lửa đã thiêu rụi hơn 1.000 hecta đất. Khoảng 15 máy bay đã chiến đấu để dập tắt ngọn lửa khiến cho một số ngôi làng đã phải sơ tán. Hơn 1.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa. Những bà mẹ đã phản đối TikTok bằng cách biểu tình bên ngoài quốc hội. Một nhóm những người nổi tiếng trong những người có ảnh hưởng và những nhà hoạt động trên Internet tổ chức sự kiện cấm TikTok bên ngoài tòa nhà quốc hội Hoa Kỳ vào thứ Năm, trong khi giám đốc điều hành của nền tảng này là Soji Chu đối mặt với những câu hỏi hóc búa từ những nhà lập pháp Hoa Kỳ. Những người tin rằng những đoạn video ngắn thuộc sở hữu Trung Quốc nên bị cấm vì là mối đe dọa an ninh quốc gia tiềm ẩn. Jill Moser, bà mẹ có hai con với những bà mẹ tự do, đã nói với Reuters sau khi tham gia cuộc họp báo và ngồi trong phiên điều trần của ông Chu. Hiện tại đây là một căn bệnh dịch đối với các bé gái, dẫn đến lo lắng và trầm cảm. Chúng tôi biết nó đến từ đâu, không phải là điều gì khó hiểu. Vì vậy tôi không hiểu tại sao việc thực hiện những gì chúng tôi đang yêu cầu lại khó khăn đến thế. Chúng tôi chỉ muốn cấm TikTok với con em chúng tôi. TikTok có hơn 150 triệu người sử dụng tại Hoa Kỳ, đối mặt với những cáo buộc gay gắt, dữ liệu người dùng được chia sẻ với chính phủ Trung Quốc và không bảo vệ đầy đủ trẻ em khỏi sự tổn hại tâm lý. Jaya Rajik, người sáng lập List of TikTok, được nhiều người coi là một người nổi tiếng trên mạng cánh hữu, thu hút được lượng lớn người theo dõi sau vấn đề về LGBTQ+, chế diệu chính trị thức tỉnh, đã nói với nhóm phóng viên, TikTok là một loại vũ khí được sử dụng để dạy dỗ con cái. Một số chuyên gia chính trị cho rằng lệnh cấm TikTok gây tổn hại tới đảng viên Dân Chủ, những người đã từng sử dụng nền tảng này tiếp cận với cử tri trẻ tuổi. Thế nhưng ba đảng viên đảng Dân Chủ tại Hạ viện tập hợp với những người sáng tạo TikTok trên Capitol Hill ngày 22 tháng 3 phản đối lệnh cấm TikTok. Tuy vậy, ngày càng có nhiều nhà lập pháp Hoa Kỳ lưỡng đảng muốn TikTok bị cấm. Tuần trước, TikTok cho biết chính quyền của chính Tổng thống Joe Biden, đảng Dân Chủ đã yêu cầu chủ sở hữu Trung Quốc thoái vốn cổ phần nếu không sẽ phải đối mặt với lệnh cấm tiềm tàng. Kính thưa quý vị, VinFast đã ra mắt mẫu SUV điện VF9. Công ty VinFast hôm thứ Năm ngày 23 tháng 3 cho biết sẽ bắt đầu giao lại xe công năng thể thao SUV chạy bằng điện mới cho khách hàng tại Việt Nam trong tuần này và nhắm mục tiêu giao hàng ở nước ngoài trong những tháng tới. VinFast bắt đầu đi vào hoạt động vào năm 2019, đang chuẩn bị mở rộng tại Hoa Kỳ, nơi họ hy vọng là sẽ cạnh tranh với các nhà sản xuất ô tô lâu đời bằng hai mẫu SUV điện. Sau Việt Nam, thì VinFast dự kiến sẽ xuất khẩu lô VF9 đầu tiên ra thị trường quốc tế trong những tháng tới. VinFast cho biết trong một tuyên bố nhưng không cung cấp thời gian cụ thể cho việc giao mẫu xe mới.
Mẫu VF9 ban đầu được đưa lên kế hoạch ra mắt vào đầu năm nay. VinFast hiện đang bán mẫu SUV VF8. Công ty bắt đầu chuyển các xe loại đó tới Mỹ vào năm ngoái và bắt đầu giao chúng cho khách hàng trong tháng này. Công ty cho biết là họ sẽ vận chuyển lô hàng thứ hai đến Mỹ vào quý 2 năm 2023. VinFast vốn được hỗ trợ bởi tập đoàn lớn nhất Việt Nam là Vingroup, là nhà sản xuất xe điện duy nhất của Việt Nam. Tính đến tháng 12 năm ngoái, thì VinFast cho biết là đã nhận được 55.000 đơn đặt hàng trên toàn cầu, trong đó thì có 12.000 đơn đặt hàng từ thị trường ở Hoa Kỳ. Việt Nam lấy làm tiếc vì cho rằng báo cáo nhân quyền 2022 của Hoa Kỳ thiếu khách quan. Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam ngày 23 tháng 3 lên án phúc trình nhân quyền 2022 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, còn nói thêm rằng Hoa Kỳ đưa nhận định thiếu khách quan về tình hình Việt Nam. Hà Nội nói thêm Việt Nam sẵn sàng trao đổi thêm. Truyền thông nhà nước dẫn lời Phó Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Phạm Thị Thu Hằng nói trong cuộc họp báo ngày 23 tháng 3, Việt Nam lấy làm tiếc vì báo cáo nhân quyền thường niên năm 2022 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra một số nhận định thiếu khách quan dựa trên thông tin không chính xác về tình hình thực tế. Vẫn như những lần trước, bà Hằng nói việc bảo vệ thúc đẩy quyền con người là chính sách nhất quán của Việt Nam. Nhân quyền tự do căn bản của con người được ghi nhận trong hiến pháp, được bảo vệ và thúc đẩy bởi những văn bản pháp luật và khai triển trong thực tiễn. Bà Hằng nói thêm Việt Nam luôn muốn trao đổi thẳng thắn và cởi mở trên tinh thần xây dựng với Hoa Kỳ về những vấn đề khác biệt để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, đóng góp vào sự phát triển bàn giao đối tác toàn diện giữa hai nước. Như Đài Voa Việt ngữ đưa tin ngày 20 tháng 3 trước đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố báo cáo nhân quyền thường niên, trong đó ghi nhận hàng loạt những vi phạm, từ việc cho rằng ít nhất 6 người tử vong trong khi bị giam cầm, nhưng nhà chức trách cho rằng những cái chết này là tự tử hay vấn đề sức khỏe, đến việc bắt bớ giam giữ tùy tiện những người thực thi những quyền được quốc tế công nhận như tự do ngôn luận, hội họp ôn hòa và lập hội. Du khách có cơ hội đi theo bước chân đăng quang của vua Charles. Tu viện Westminster của London cho biết là du khách sẽ có cơ hội vào mùa hè này để theo bước chân của đăng quang của vua Charles lần đầu tiên được tiếp cận trong ký ức sống đối với một khu vực bị phong tỏa đối với công chúng. Vua Charles sẽ đăng quang vào ngày 6 tháng 5 tại nơi tổ chức lễ đăng quang của các quốc vương Anh trong 1.000 năm qua. Là một phần của các chuyến tham quan đặc biệt sẽ được tổ chức trong những tuần sau đó, du khách đến tu viện sẽ có thể đi bộ trên vỉa hè Cosmati gần bàn thờ cao nơi đặt ghế đăng quang để làm lễ. Vanessa Simeoni là trưởng bộ phận bảo tồn tại tu viện cho biết, lần đầu tiên trong lịch sử được biết đến vỉa hè này sẽ được trưng bày và sử dụng cho lễ đăng quang. Thật là một cơ hội hiếm có, không ai ngoài các giáo sĩ đi lên nơi này. Simeoni cho biết là sàn khảm làm bằng đá cẩm thạch, đá, thủy tinh và kim loại được đặt theo lệnh của vua Henry III vào năm 1268 và là duy nhất ở nước Anh. Nhưng nó đã được trong tình trạng sửa chữa từ những năm 1870 và chỉ được hoàn thành công tác bảo tồn vào năm 2010. Chúng ta tới với phần dự báo thời tiết cho chiều tối hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị, tối thứ Sáu hôm nay bầu trời quang đãng, nhiệt độ thấp 43 độ F, gió hướng Đông Bắc ở tốc độ 5-10 dặm một giờ. Thứ Bảy ngày mai bầu trời nắng đẹp, nhiệt độ cao nhất khoảng 63 độ F ban ngày, gió thổi theo hướng Bắc Đông Bắc, chuyển thành Tây Tây Nam với tốc độ 10-15 dặm một giờ. Tối mai thứ Bảy bầu trời quang đãng, nhiệt độ xuống thấp 43 độ và gió Bắc Tây Bắc tốc độ 5-10 dặm một giờ. Tại San Jose, miền Bắc California, thứ Sáu tối hôm nay có mây rải rác, nhiệt độ xuống thấp gần 40 độ F, gió Tây Bắc tốc độ 10-20 dặm một giờ. Sang tới thứ Bảy, trời nắng ráo, nhiệt độ ban ngày cao 59 độ F, gió Bắc Tây Bắc tốc độ 10-20 dặm một giờ. Đêm đến, bầu trời quang đãng, nhiệt độ xuống thấp 38 độ, gió Tây Tây Bắc tốc độ 10-20 dặm một giờ, sau đó giảm xuống dưới 5 dặm một giờ. Chúng ta lại đi đến khu vực thủ đô Hoa Kỳ, Washington DC ở miền Đông, thứ Sáu tối nay, mưa rào, nhiệt độ thấp 45 độ F, gió hướng đông đông bắc tốc độ 5-10 dặm một giờ. Ngày mai thứ Bảy ban ngày trời có nhiều mây, thỉnh thoảng có mưa và chủ yếu vào buổi sáng còn có thể có thêm sấm sét. Nhiệt độ cao 63 độ F, gió đông nam tốc độ 5-10 dặm một giờ. Đêm tối thì bầu trời quang đãng, nhiệt độ thấp chừng 50 độ F, gió hướng tây tây nam tốc độ 5-10 dặm một giờ. Vâng, và kính thưa quý vị, xin cảm ơn rất nhiều đã theo dõi và ủng hộ cho những chương trình của IBC TV, Tuyết Nha và Trang Lương do đã thực hiện chương trình tin tức ngày hôm nay. Và xin cảm ơn đến các nhà bảo trợ của chương trình như là B&T Insurance. B&T Insurance là một đại lý bảo hiểm cung cấp tất cả những hình thức bảo hiểm về xe, nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại và bảo hiểm sức khỏe. B&T Insurance là một đội ngũ tận tâm, uy tín và chuyên nghiệp, cam kết sẽ mang lại cho quý vị những giá trị và lợi ích tốt nhất về bảo hiểm. B&T Insurance với hơn 10 năm kinh nghiệm, đại diện hơn 50 hãng bảo hiểm lớn và uy tín, Nationwide, Amtrust, USLI, Progressive,
Zepco Farmers Travelers và cung cấp bảo hiểm cho các tiểu bang California, Texas, Nevada, Florida và Maryland. BNT Insurance có 3 trụ sở chính tại Bosa Avenue, Westminster, California. Số phone là 714-531-3100. Địa điểm thứ hai tại Gavi Avenue, Rosemead, California. Số phone là 626-999-5865. Trụ sở thứ ba tại Valley Boulevard, San Gabriel, California. Số phone là 626-570-0342. Hiện tại, BNT Insurance đang có những chương trình giảm giá rất đặc sắc cho xe nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại và Workers' Comp. Những quý vị nào muốn save tiền trong bảo hiểm của mình thì đừng ngần ngại, hãy gọi ngay cho BNT Insurance. Hiện tại, những chủ business có thể bỏ tiền đến với BNT Insurance để có thể bớt được 50% trong Workers' Compensation của mình, bớt tới 40% trong những cơ sở thương mại bảo hiểm tiệm, những bảo hiểm cơ sở thương mại của bản thân mình, hoặc là bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe nhà. Đồng thời chúng tôi cũng có 35% bonus cho tất cả những quỹ về hưu như IRA, Retirement Account, Annuity, 401k Rollover. Những quý vị nào đã từng có đi làm ở hãng xưởng mà có 401k và cần chuyển qua tên của mình mà được 35% bonus, 100.000 sẽ được 135.000 trong tài khoản. Những quý vị nào là chủ business cũng có thể bỏ vô tiền vô account của quỹ về hưu của mình để có thể có được một plan tốt nhất trong sự retirement của mình. Xin hãy đừng ngần ngại gọi ngay cho BNT Insurance để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, và chúng tôi cũng xin cảm ơn sự ủng hộ quý báu của quý khán giả dành cho IBC Home Shopping với rất nhiều sản phẩm dược thảo đến từ thiên nhiên chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới các chương trình quà tặng, xin mời quý vị liên lạc với số điện thoại quen thuộc là 714-892-5717. Quý vị cũng có thể shop online qua trang mạng ibchomeshopping.com. Xuống công viên Trang Lương và Tuyết Nhà xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả thật nhiều an lạc.